phố Tân Mai, quận Hoàng Mai. Mặc dù không hề có một công trình giao thông nào đang thi công, nhưng có đến cả chục chiếc đèn báo hiệu. Và đây là lý do cho sự xuất hiện của những chiếc đèn này. Mọi người ở đây thì cũng một số người đi xe máy, xe miếc ban đêm hoặc ban sáng ấy, thì thường hay bị gây tai nạn, đâm vào cột điện ấy. Thì như những cơ quan thì họ cũng biết được điều đấy, nhưng mà họ chỉ đem một số cái bóng đèn nhấp nháy để tránh cái việc tai nạn xảy ra thôi, chứ không phải là họ đã đem được để giúp được người dân người ta để giải thoát được cái vấn đề là giao thông nó là an toàn. Vì nó là cái hiện tại giờ dân phải chấp nhận thôi. Nói đúng là một từ là nó như thế này thì phải chấp nhận. Vì còn cái việc mà định hình từ trước làm như thế nào để cho nó được đồng bộ thì ấy là phải do các ngành liên quan với nhau, chứ không phải là chỉ một người làm được. Phố Tân Mai được mở rộng, nâng cấp và đi vào sử dụng từ cuối năm 2013. Tuy nhiên, thay vì mặt đường thông thoáng, rộng rãi, lại là cả dãy cột điện áng ngữ giữa đường. Mục đích mở rộng tuyến phố là để đi lại thuận tiện, an toàn, giảm ùn tắc, có lẽ đã bị đảo ngược. Ai cũng nhận thấy vị trí bất hợp lý của những cây cột điện này. Nhưng những đơn vị có chức năng và thẩm quyền thì vẫn chỉ dừng lại ở việc cắm thêm đèn cảnh báo. Lâu nay, người dân không còn lạ lẫm với cách thi công thiếu đồng bộ, nay xây, mai đào. Chẳng bao lâu nữa, khi muốn di rời những cây cột điện, người ta sẽ lại phải đào bới mặt đường vừa được xây mới này lên. Đường Tân Mai chỉ là một trong số rất nhiều ví dụ về thực trạng này. Ban ngành khi làm việc, khi đã làm thì phải làm cho nó đồng bộ. Đấy, chứ còn không có cái để như này, xong nó đi vá víu rồi là đi làm lại nó cũng rất khổ. Mà chỉ có những cái nơi là tôi thấy là nhiều khi là có tai nạn rồi thì bắt đầu mới đến làm. Mà cuối cùng là chẳng ai chịu trách nhiệm, mà chỉ có dân là người khổ. Làm con đường ấy thì chúng ta rất chú ý đến cái chuyện là thi công dưới trước trên sau. Do đó tất cả các công trình hệ thống hạ tầng, từ cấp điện, cấp nước, thoát nước, đường dây, đường ống, kể cả cáp quang vân vân, là chúng ta phải tính toán đồng bộ như thế để lắp đặt trước, sau đấy thi công và làm nền đường xong. Và như vậy là khi có đường xong là tất cả đã xong. Tránh trường hợp là làm xong rồi, chúng ta tiếp tục lại đào bới lên, rồi lại cơi nới, rồi lại là nối thế nọ, nối thế kia, cái đấy rất nguy hiểm. Mới đây, thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quy định cấm đào đường để đầu tư xây dựng, phát triển mạng lưới của các ngành điện lực, thông tin viễn thông, cấp thoát nước trên tuyến đường đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Có lẽ, Hà Nội cũng nên có một quy định tương tự để tránh được cái vòng luẩn quẩn, xây xong lại đào, đào xong thì lại không lấp ngay. Trong khi chờ đợi điều đó, thì có lẽ trước mắt, người tham gia giao thông hãy luyện cho mình một đôi mắt thật tinh và một đôi tay lái thật dẻo để có thể tham gia vào trò chơi vượt chướng ngại vật trên đường.